Cô chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sang bài 13, Việt Nam thời Nguyên Thủy. Cô mời các em nhìn lên bảng. Ta đi phần thứ nhất, những dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam. Cách ngày nay khoảng 30 đến 40 vạn năm xuất hiện người tối cổ trên đất nước Việt Nam. Địa bàn sinh sống của người tối cổ chủ yếu ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước. Đặc biệt là người tối cổ có cái đặc điểm là sống thành từng bầy, sống theo bầy, săn bắt và hái lượm. Con trai thì săn bắt, con gái thì hái lượm. Chủ yếu là họ tìm những cái dấu tích của người tối cổ này ở hang Kẻo Lèn, ở Lạng Sơn, rồi ở Thanh Hóa, rồi Đồng Nai, Bình Phước. Các nhà khảo cổ học họ đã tìm thấy những cái dấu tích này chủ yếu là đâu? Chủ yếu là những cái nơi trong cái hang động, như ở Lạng Sơn chẳng hạn, ở Thanh Hóa, ở Đồng Nai, ở Bình Phước. Những cái dấu tích chủ yếu là công cụ sản xuất, chủ yếu là cái công cụ bằng đá rất là thô sơ. Thứ hai là những cái răng hóa thạch của người tối cổ để lại. Và cái đặc điểm của người tối cổ là họ sống thành từng bầy, săn bắt và hái lượm. Đó là cái phương thức sản xuất của họ. Đây, em nhìn lên bảng cái cảnh săn bắt. Săn bắt của người tối cổ chủ yếu là họ bắn bằng cung. Bằng cung nỏ đấy, ngày xưa không có súng đạn như bây giờ, mà đây là gì? Họ đã biết bắn bằng cung nỏ. Cảnh hái lượm đấy, họ còn biết là hái những cái quả cây đấy để ăn. Kem nhìn vào đây là gì? Đây là cái cảnh hái lượm của người tối cổ, chủ yếu là họ rải rác trên ba miền của đất nước và nhiều địa phương đã có người tối cổ sinh sống, săn bắt và hái lượm. Chúng ta sang phần 2. Sự hình thành và phát triển của công xã thị tộc. Niên đại khoảng là từ 15 đến 25 ngàn năm. Di tích chủ yếu là ở Thái Nguyên và ở Sơn Vi, Phú Thọ. Địa bàn săn bắt chủ yếu là gì? Ở các cái vùng ở miền Bắc nước ta hiện nay. Ta đi phần A. Sự hình thành của công xã thị tộc, di tích văn hóa Ngườm và Sơn Vi. Thời gian cách ngày nay khoảng 2 vạn năm. Địa bàn cư trú của người tối cổ chủ yếu là trong mái đá, hang động, ven bờ sông suối như ở Sơn La, Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Bình. Công cụ lao động chủ yếu là đá được ghè đèo. Ngày đó thì chủ yếu họ ghè đèo những cái hòn đá thô sơ để làm công cụ sản xuất, để làm công cụ để cắt nào, làm công cụ để dùng những cái hòn đá này để như nào, để làm cái công cụ lao động. Và đặc biệt là những cái di chỉ ở Hòa Bình, Lạng Sơn, và kinh tế của họ chủ yếu là gì? Trồng trọt và chăn nuôi, biết trồng rau củ quả, biết làm đồ gốm.
và sống theo thị tộc và bộ lạc. Khoảng thị tộc thì có khoảng là vài trăm người, ví dụ là khoảng 10 gia đình họ hợp thành thị tộc đấy, khoảng là 10 thị tộc thì hợp thành bộ lạc. Tổ chức xã hội họ sống thành thị tộc. Em nhìn đây là những cái hòn đá như nào, ghè đèo thô sơ của người tối cổ. Cảnh sinh hoạt của người nguyên thủy trong hang động, em thấy gì? Đó là gì? Họ sống theo bầy ở trong các hang động. Cảnh sinh hoạt của người nguyên thủy trong hang động, họ đang ghè đèo những cái hòn đá thô sơ mà họ còn biết là dùng đá để gì, khoan để làm đá mới, bắt đầu biết trồng lúa, gọi là thời đá mới bắt đầu xuất hiện cách ngày nay khoảng là 5 đến 6 ngàn năm. Họ đã biết dùng đá mới để làm công cụ lao động, để làm công cụ sản xuất. Các em nhìn vào đây, đây là răng người vườn cổ trong hang Hùng ở Yên Bái. Bên này là dấu tích răng hóa thạch của người Tinh Côn tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ở Lạng Sơn. Sang phần B, sự phát triển của công xã thị tộc văn hóa Hòa Bình và Bắc Sơn. Thời gian cách ngày nay khoảng 12.000 năm đến 6.000 năm thì đã xuất hiện công xã thị tộc ở Hòa Bình và ở Bắc Sơn. Địa bàn thì ở nhiều địa phương khác trên đất nước ta, rải rác ba miền, miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Đấy có nghĩa là nhiều địa phương xuất hiện ở công xã thị tộc. Tổ chức xã hội chủ yếu sống thành thị tộc và bộ lạc. Thì như cô đã nói với các em rồi, thị tộc thì khoảng vài trăm người, còn bộ lạc thì đông hơn, khoảng vài ngàn người. Như phần trước các em học rằng là khoảng 10 gia đình hợp thành một thị tộc, khoảng 10 thị tộc thì hợp thành một bộ lạc. Đây là muốn nói gì các em? Nói cái sự đoàn kết, và một khi có gì những con thú lớn thì các thị tộc này hợp lại để như nào các em? Để đánh. Một khi mà có gì chiến tranh giữa các thị tộc thì như nào lại hợp lại với nhau để như nào? Để đoàn kết với nhau để chiến tranh. Và các bộ lạc thì nó lớn hơn bộ tộc là khoảng 10 thị tộc thì hợp thành bộ lạc, và bộ lạc như nào đông hơn. Hang Muối, nơi đầu tiên phát hiện di tích văn hóa ở Hòa Bình. Còn bên này là bàn chày nghiền văn hóa Hòa Bình. Ngày xưa người ta gọi là cối đá các em, đấy gọi là bàn chày. Ngày xưa là ông bà của ta thường thường dùng cái này để giã gạo, rồi giã gì, giã các cái vật để tiêu dùng. Đấy. Thì ngày xưa không có là cối xây lúa, không có là những cái máy móc hiện đại như bây giờ. Thì chủ yếu là họ làm cái bàn chày này để như nào, để nghiền, gọi là cối đá nha. Đây, người ta đang đi tham quan những cái di tích ở Hang Muối, nơi đầu tiên phát hiện di tích văn hóa ở Hòa Bình. Ở
Quảng Bình là một cái tỉnh ở miền Bắc nước ta hiện nay. Kim ghi hoạt động kinh tế chủ yếu là săn bắt, hái lượm. Họ biết dùng các loại rau củ và cây ăn quả. Họ đã biết xem thử những cái loại rau nào ăn được, họ phải nếm những cái củ nào ăn được, những cái củ nào không chết người, những cây ăn quả nào ăn được, những cái cây ăn quả nào không ăn được để truyền lại cho chúng ta đến bây giờ. Ta đi phần C, cách mạng đá mới. Thời gian của thời kỳ đá mới, cách đây khoảng 6.000 đến 5.000 năm xuất hiện cái thời cách mạng đá mới. Cây miểu, tại sao gọi là cách mạng đá mới, tại sao gọi là đá cũ? Đá mới là gì? Đá mới là những cái hòn đá được ghè đẽo, nhặn hơn, trơn tru hơn. Còn những cái hòn đá cũ là những cái hòn đá gì? Những cái hòn đá ghè đẽo thô sơ thì gọi là đá cũ. Đá mới và đá cũ như là các nó khác nhau hoàn toàn. Đá mới là nhặn hơn, trơn tru hơn, công cụ sản xuất sắc bén hơn. Còn đá cũ thì như nào? Thô sơ. Cách ngày nay khoảng 6.000 đến 5.000 năm. Và đá mới thì được mài rồi dùng gì để cưa, họ khoan lỗ để như nào, để chêm, rồi họ làm lam, làm đồ gốm, làm đồ trang sức. Họ cũng biết làm những cái nhẫn, những cái bông tai bằng đá. Có nghĩa là thời kỳ này họ đã biết làm gì kém, họ đã biết làm đồ trang sức, chứng tỏ rằng họ đã có khiếu thẩm mỹ. Và đây là gì? Đây là thời kỳ tạo tiền đề cho kỹ thuật luyện kim phát triển. Và khi kỹ thuật luyện kim ra đời và cái nghề nông trồng lúa nước ngày càng phát triển hơn. Kem nhìn vào làm đồ gốm bằng bàn xoay. Đấy. Bên này là đồ đá mới, bên này là một số công cụ di tích văn hóa ở gì? Ở Hạ Long. Rất là đẹp. Chứng tỏ gì? Họ đã có gì kem? Khiếu thẩm mỹ. Họ đã có khiếu thẩm mỹ. Sang phần 3, sự ra đời của kỹ thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước. Thì Kem biết cách ngày nay khoảng 3.000 đến 4.000 năm, các bộ lạc trên đất nước ta đã biết chế tác ra đồng, đó là gọi là kỹ thuật luyện kim. Và nghề trồng lúa nước cũng phổ biến, gắn liền với dân cư ở vùng Nguyên, Sa Huỳnh và Đồng Nai. Thì cái nền văn hóa này, cái mốc thời gian của nó là gắn liền với nền văn hóa của ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Ở Bắc Bộ thì có văn hóa vùng Nguyên, ở Phú Thọ. Còn ở Trung Bộ thì có gì? Sông Mã và sông Cả. Còn rồi thì còn có là Sa Huỳnh và Quảng Ngãi có đồ sắt. Ở Nam Bộ thì có Đồng Nai, có thủy tinh nha, thủy tinh. Sự ra đời của kỹ thuật luyện kim đã đưa các bộ lạc trên đất nước ta bước vào thời kỳ đồ đồng và đồ thau, hình thành trên các khu vực khác nhau, làm tiền đề cho sự phát triển xã hội sau này.
Các em chú ý, thời gian cách ngày nay khoảng 4.000 đến 3.000 năm. Cư dân sử dụng nguyên liệu đồng và kỹ thuật luyện kim để chế tạo công cụ và vật dụng. Nghề nông trồng lúa nước đã phổ biến trên đất nước ta. Thì các em biết là cái nghề nông trồng lúa nước này không phải là tự nhiên mà có. Họ biết gì, đem từ những cây lúa dài ở trên nương, trên rẫy, họ đem xuống để các em họ trồng ở dưới những gì, ở dưới những cái bậc ruộng. Và đặc biệt là những cây lúa nước này họ đã thuần chủng sau này thành cây lúa phổ biến. Và chủ yếu các em biết là các quốc gia của đảo Phương Đông của chúng ta thì chủ yếu là xuất hiện ở trên các dòng sông lớn, như là ở các dòng sông lớn, ở ven các sông lớn, như ở Việt Nam mình chẳng hạn là có hai vựa lúa lớn ngày nay, đó là các em đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, hay gọi là sông Mekong bây giờ nhá. Đấy, thì hai vựa lúa lớn của hai miền, miền Bắc và miền Nam, chủ yếu là nghề nông trồng lúa nước xuất hiện từ các ven sông lớn, vì ở đây có cái lượng nước phủ lượng nước lên và đất phù sa rất là tốt, cho nên như nào người ta chủ yếu sinh sống ở ven các con sông này để như nào chủ yếu là sản xuất và gì để chăn nuôi, nghề nông trồng lúa nước ra đời chủ yếu ở nước ta. Tiêu biểu những cái di tích văn hóa như ở Phú Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai. Các em nhìn rìu đá ở Phú Nguyên. Các em thấy gì? Họ đây chế tác cái công cụ bằng kim loại rất là đẹp, chứng tỏ cái gì các em? Cái khiếu thẩm mỹ rất là cao. Đấy, con người từ một cái gì kem, một loài vừa từ một loài động vật cao cấp mà gì qua quá trình tiến hóa thành người thú cổ, họ đã biết chế tác những cái công cụ bằng kim loại như thế này, thì cũng là gì kem thể hiện họ đã có cái khiếu gì kem thẩm mỹ, họ đã biết sáng tạo, họ đã có gì cái đầu óc sáng tạo. Tháp Đồng Giao gọi là rìu đồng và tháp Đồng Giao thịnh nha. Cái tháp này dùng để gì? Họ đựng nước. Ngày xưa thường thường người ta hay dùng cái này để đựng nước rồi đựng gì? Đựng lúa gạo nhá. Đấy, có nghĩa là họ đã biết làm những cái công cụ để gì? Để lao động và những cái công cụ để thế nào để dùng những cái vật liệu trong nhà, chẳng hạn như rìu đồng họ dùng để gì? Chặt những cái cây lớn để gì, họ về biết dựng để gì, biết dựng nhà để ở đấy nha. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước. Các em nhìn vào cái bảng này, văn hóa, địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế. Văn hóa ở Phú Nguyên, địa bàn cư trú là ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An. Công cụ lao động chủ yếu là
đồ đá, đồ gỗ, chương tre, sơ kỳ là bằng đồng thau. Về hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm bằng bàn xoay và dệt vải. Văn hóa đằng sau mình. Địa bàn cư trú là ở Nam Trung Bộ, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa. Công cụ lao động, đồ đá, đồ đồng thau, gọi là đây là sơ kỳ đồ sắt, bắt đầu xuất hiện. Những cái hoạt động kinh tế, nông nghiệp, trồng lúa nước và các cây khác như là dệt vải, làm đồ gốm, làm đồ trang sức bằng đá quý, thủy tinh, trao đổi với vùng phụ cận, những cái vùng xung quanh thì họ lúc này như là các em à, họ người tối cổ họ đã biết gì à, làm những cái đồ trang sức, làm những cái đồ gốm à, bằng đá quý thủy tinh này để trao đổi với các cái bộ lạc à, những cái vùng xung quanh, những cái vùng lân cận. Về văn hóa ở Đồng Nai, địa bàn cư trú là ở Đông Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. Công cụ lao động chủ yếu là đồ đá, đồ đồng thau và đồ sắt. Hoạt động kinh tế, nông nghiệp lúa nước và cây lương thực khác, khai thác sản vật rừng, thủ công, làm đồ gốm, đồ trang sức bằng đá và bằng vàng, bằng đồng. Có nghĩa là những kem lúc này họ đã khai thác rất là nhiều gì, thứ như là sản vật ở rừng, rồi chẳng hạn là gì, họ làm thủ công bằng đồ gốm, làm đồ trang sức bằng đá, bằng vàng, bằng đồng. Họ đã biết khai thác trong lòng đất để gì lấy vàng, họ đã biết những cái cuộc quý, họ đã gì và đã biết trong cái việc gì khai thác sản vật. Thì học qua bài này, kem năm cho cô phần thứ nhất là những di tích người tố cổ trên đất nước Việt Nam. Trên lãnh thổ Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích công cụ răng hóa thạch của người tố cổ vào khoảng niên đại cách ngày nay khoảng 30 đến 40 vạn năm. Di tích ở Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước, và đặc biệt là họ đã biết săn bắt và hái lượm. Trong cái xã hội nguyên thủy thì phần thứ nhất các em phải nắm cho cô đó là gì, cái phương thức sống săn bắt và hái lượm chủ yếu là các cái địa bàn sinh sống ở trên ba miền nước ta.
ở nhiều địa phương đã có người tối cổ sinh sống. Và cái phần này kem phải gì lập biên niên biểu, cái phần thứ nhất ấy, để gì thống kê các cái địa bàn sinh sống của người tối cổ ở trên đất nước Việt Nam. Chẳng hạn là như cô nói rằng là trên ba miền đất nước nha, ở địa phương thì những cái nơi người tối cổ sinh sống là những cái nơi nào nha. Và đặc biệt là các em phải gì tìm hiểu những cái dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam, chủ yếu là ở đâu, chủ yếu là ở Thanh Hóa này, ở Đồng Nai này, ở Bình Phước nha. Và gì họ tìm thấy dấu tích này chủ yếu là gì, tìm thấy công cụ là răng hóa thạch của người tối cổ và cái công cụ lao động bằng đá. Đó là cái phần thứ nhất, em nắm cho được cái phần thứ nhất cho cô nha. Phần thứ hai đây, cái sự hình thành và phát triển công xã thị tộc thì em phải nắm được là về cái niên đại từ 15 đến 25 ngàn năm, di tích ở Ngườm Thái Nguyên ấy và Sơn Vi Phú Thọ, thì kem phải nắm được là niên đại, di chỉ, địa bàn, kinh tế và công cụ lao động và xã hội. Và đặc biệt là về kinh tế thì chủ yếu là săn bắt hái lượm, công cụ lao động chủ yếu là bằng những cái hòn đá gì ghẻ đẽo thô sơ nha. Và cái xã hội thị tộc ở niên đại từ 6 đến 12 ngàn năm, di chỉ ở Hòa Bình, ở Bắc Sơn, ở Lạng Sơn. Về kinh tế thì các em phải nắm được trong cái phần thứ hai này là biết săn bắt, biết hái lượm, biết trồng rau, dưa, bầu bí, củ quả. Và đặc biệt họ biết làm đồ gỗ, đồ trang sức. Đây là gì? Chứng tỏ họ là gì? Có khiếu thẩm mỹ. Và trong xã hội thị tộc và bộ lạc cách ngày nay khoảng là 6 năm đến 6.000 năm thì con người đã biết làm gì? Biết là khoan, rồi biết dùng cưa bằng đá, gọi là thời đá mới. Con người đã biết gì? Biết trồng trọt, biết chăn nuôi, biết làm đồ trang sức và gọi là cái thời đá mới bắt đầu xuất hiện. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai thì các em phải nắm cho cô được là hệ thống về cái gì, về niên đại, về di chỉ, về địa bàn và về gì, về kinh tế, về công cụ, về xã hội nha. Và phần thứ ba, sự ra đời của kỹ thuật luyện kim. Và nghề trồng lúa nước cách ngày nay khoảng 3.000 đến 4.000 năm. 3 đến 4.000 năm. Kim phải nắm cho cô, các bộ lạc trên đất nước ta đã biết chế tác về cái kỹ thuật đồng và luyện kim. Họ đã biết trồng lúa nước rất là phổ biến, gắn liền với dân cư vùng Nguyên, Sa Huỳnh và Đồng Nai. Ở Bắc Bộ thì văn hóa vùng Nguyên, Phú Thọ. Trung Bộ thì có sông Mã, sông Cả ở văn hóa Sa Huỳnh thì có gì? Có Quảng Ngãi và có đồ sắt nha. Còn ở Nam Bộ thì có văn hóa Đồng Nai, rồi thì có đồng và thủy tinh, chủ yếu ở Nam Bộ. Sự ra đời của thuật luyện kim đã đưa các bộ lạc trên đất nước ta bước vào thời đại sơ kỳ đồng, gọi là đồng thau nha, hình thành trên các khu vực khác nhau, làm tiền đề cho sự phát triển, sự chuyển biến của xã hội ngày nay. Đó là các di tích lịch sử của
của cái nghề nông trồng của nước ra đời. Và trong cái bài này thì các em hãy chụp nắm cho cô. Phần thứ nhất là cho biết những dấu tích của người Tố Cổ ở trên đất nước Việt Nam là những nơi nào. Thứ hai là các em phải lập bảng thống kê về các thời kỳ nguyên thủy trên đất nước ta, sự ra đời của thuật luyện kim và ý nghĩa của nó. Về các cái giai đoạn hình thành và phát triển của thủy tộc, thì các cái giai đoạn thì các em phải lập cái bảng thống kê những điều những điền vào những cái nơi mà họ sinh sống của các bộ lạc ở vùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai. Và các em phải có lập cái bảng có thời gian này, ở đâu, ở vùng Nguyên này, rồi ở Sa Huỳnh, rồi ở Đồng Nai, rồi cái địa bàn ở vùng Nguyên, Sa Huỳnh và Đồng Nai, công cụ ở vùng Nguyên, Sa Huỳnh và Đồng Nai. Về kinh tế thì các em phải nắm cho cô ở vùng Nguyên, Sa Huỳnh và Đồng Nai. Thì trong cái bài cũ, các em nhớ trả lời cho cô câu hỏi 1, 3, 4 sách giáo khoa trang 73 và chuẩn bị bài 14. Tìm hiểu các quốc gia văn lang hậu lạc nha. Rồi tìm hiểu các quốc gia cổ Chăm Ba. Tìm hiểu các quốc gia vùng Nam. Và trong ba phần này thì các em phải nhớ từng mục chính xác. Mục thứ nhất là dấu tích của người Tố Cổ trên đất nước Việt Nam. Thứ hai là sự hình thành phát triển của công cụ của công xã thị tộc nha. Thứ ba, sự ra đời của kỹ thuật luyện kim và nghề nông trồng nước. Bài học hôm nay cô kết thúc tại đây. Cô chào các em.